Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thông tin ghi trong số 39 nạn nhân có người diệt đã được chính quyền các cấp tiếp nhận. Sở ngoại vụ là cơ quan liên hệ với cục lãnh sự của Việt Nam để cung cấp những thông tin quan trọng để cho bên anh xác lập thông tin. Phía công an cũng đang rà soát, kiểm tra lại các vấn đề liên quan, Bí thư Vinh nói. Vậy địa phương có những cung cấp nào trong vụ việc này? hiện nay sở ngoại vụ và chính quyền được giao nhiệm vụ là khi thu được tin báo của công dân thì phải cung cấp cung cấp kịp thời qua Bộ Ngoại giao để chuyển qua Anh. Bộ Ngoại giao thảo luận lại với chúng tôi rằng khi có thông tin phản hồi cũng sẽ cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương, với tinh thần là sẽ cung cấp công dân. Ông có khuyến cáo gì với người dân qua sự việc này? Đây là sự việc rất đáng tiếc chúng tôi nghĩ rằng bây giờ ta đang tăng cường xuất khẩu công lao, cũng có nhiều việc làm theo đoạn đường chính thống. Chúng tôi thực sự mong muốn công dân của chúng ta nên đi theo những đoạn đường chính thống, đi xuất khẩu công lao một cách hợp pháp, được nhà nước bảo trợ, chính quyền sở tại cung cấp và bảo trợ theo pháp luật của các nước sở tại. Trước mắt tỉnh tập trung cung cấp công dân nếu có, để xác minh thông tin để xem có công dân Việt Nam là người nghệ an nằm trong số người bị nạn hay không trước mắt tập trung các thông tin cho sớm nhất, nếu có người bị nạn là người Việt Nam thì có biện pháp cung cấp. Qua hàng loạt tin báo của người dân có người thân biến mất ở Anh, tỉnh đã xác định được danh tính nạn nhân nào chưa? Cũng có thông tin đấy nhưng tốt nhất là chờ một chút xác minh lại cho chính xác. Bây giờ đưa thông tin không chính xác làm cho dân hoang mang. hướng cung cấp nếu có nạn nhân người diệt thì có cả rồi, trước hết cung cấp thông tin để xác minh đã. Phía anh xác nhận phải bằng ác. Chúng ta đã cung cấp mẫu ác cho phía anh làm rồi. Mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân nên cần xác minh, tránh làm cho dân quan mang. Trước đấy tỉnh có rà soát công dân của tỉnh sang châu Âu bằng đường chui như thế không? có những thông tin ban đầu như thế, công bố như thế thì tỉnh đã giao cho rà soát. Liên hệ sở ngoại vụ nghệ an khi có thông tin. Phòng lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài, 2 tỷ 383 triệu 560 nghìn 726. Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc sở ngoại vụ, 963 triệu 632 nghìn 609.